Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bado Apeco. Thì ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, đặc biệt dành cho các bạn mà đang có ý tưởng mở tiệm photo, để các bạn hình dung rõ hơn là mở một cái tiệm photo có đơn giản hay không. Thì đa số lúc đầu cái tâm lý lúc đầu mình mà mới tiệm photo, lúc đầu mà mình đang có ý định mở thì mình nghĩ nó rất là đơn giản thôi. Mình nghĩ là chắc là mình chỉ có cần đi học. Thì lúc đó khi mình mở tiệm photo thì mình đã kêu một người nữa, tức là một người em giống như là làm trong cái công ty trước ấy. Thì cũng có trao đổi với hai anh em vậy, nói bây giờ thôi giờ nghỉ thì ra làm mở một cái tiệm photo. Thì mình mới kêu người em đó đi học, thì phải mất hết 3 tháng để đi học. Thì vô đó thì cái học á, thì mình nhờ một người, tức là mình vô tình mình quen một người này đã từng làm ở cái tiệm photo rồi sau khi mình qua cơ quan mới mình làm là mình gặp, thì hình như nó có hữu duyên. Thì đầu mình mới giới thiệu người em mà vào qua bên tiệm, nó vừa học mà vừa làm, tức là thì vừa học thì người ta sẽ chỉ về cái cách photo, và sau đó thì trong một tháng người ta cũng có hỗ trợ thêm cái kinh phí, hình như 800 triệu gì đó, thì hỗ trợ kinh phí để giống như mình cũng góp công mình làm cho họ. Thì phải mất hết 3 tháng thì mới hoàn thiện xong cái phần học về photo. Và trong quá trình học thì cũng người ta cũng xử lý một số cái lỗi về máy photo. Thì mới đầu mình cũng nghĩ thì chỉ có cần học những cái thứ đó thôi, ra thì mình có thể mở được một tiệm photo đơn giản thì mình sẽ làm được. Tuy nhiên thì khi mà mở ra, các bạn biết mở ra thì mới đầu mình chỉ mở ra thì mình chỉ có một cái máy photo thôi, chứ lại một cái máy cắt của A3 để bàn á, máy cắt của A3 nhưng mà nó cắt khoảng 300 tờ được của A3, cái máy cắt đơn giản để bàn, một cái ghi bấm lớn, với lại cái máy in màu, và mua thêm một số cái vật dụng văn phẩm để mình bán. Thì mình phải đi tặng vào Sài Gòn á, mình cắt giấy nè, tới chỗ những địa điểm cắt giấy, rồi mình cắt giấy, hồi đó các bạn mới cắt quy bộ khổ giấy A0 á, rồi mình lấy bao nhiêu RAM, rồi mình cắt xong gói sẵn một chuyến đi mà, xong mình gói xe, mình gửi xe mình về luôn. Tức là cái quá trình đi mình thấy nó rất là vất vả ha. Rồi khi mà về làm thì các bạn biết, mới vừa làm cái khó khăn của mình là không có mối đâu. Thì mở lên rồi treo cái bảng lên, thì ở cái tiệm mình là gần một cái trường mẫu giáo, thì mấy cô mẫu giáo lúc trước thì làm chỗ khác cũng gần cái tiệm đó, tức là sau lưng cái tiệm của mình á, lúc mới mở là có một cái tiệm nữa thì người ta cũng đã làm lâu rồi. Thì lúc đó thì đang thuận đường mấy cô giáo đi làm về thì thấy cái bảng bên đây mở thêm một cái tiệm photo nữa, thì các bạn, thì mấy cô vô bắt đầu mới in giáo án, giáo đồ, nó rồi phô, nói chung phô lắc nhắc thôi, phô những cái đơn giản. Thì các bạn biết là cái tháng đầu tiên làm thu nhập đâu nhiêu đâu, tháng đầu tiên trừ tất cả cái chi phí đồ ra, thì dư được khoảng 600.000, mình nhớ 600-700.000 gì đó. Thì mình nhớ là hai anh em người chia ra được là tháng đầu tiên, tháng gọi là tháng lương đầu tiên để mà chia ra là người đổ được 350.000. Và các bạn biết là trong một cái tháng đó là mình phải chạy về cái mối, trong tức là khi mình mở tiệm là cái mối cơ quan cũ á, nói chung vô số lượng nó cũng tương đối là khá thôi, chứ nó không nó nổi mình quá nhiều đâu. Thì mình có được cái mối đó thì bắt từ cái mối đó bắt sang, rồi sau đó là mà nhờ mấy cô giáo nè, tức là đi qua xong bắt đầu. Lúc đầu các bạn biết là về in màu ít lắm, về photo cũng ít lắm. Bắt đầu là trong cái tháng đầu tiên là mà mình phải bỏ công sức ra, mình đi giống như đi ngoại giao, đi kiếm mối. Tức là trong quá trình mình đi làm, mình có quen một số cái anh chị trong cái cơ quan nhà nước ấy. Bắt đầu mình bắt mối từ đó ra. Các bạn biết nhiều lúc là bắt mối á, nhiều lúc phải bỏ tiền ra để đi nhậu. Và nhiều lúc cái tiền nhậu thì ra khi mà bỏ lại phô không đủ tiền, mình bỏ ra tiền đi nhậu nữa. Các bạn biết vậy đó, nó không phải là đơn giản đâu. Nên là để mở một cái tiệm photo thì các bạn phải chuẩn bị thật kỹ. Từ cái suy nghĩ lúc đầu là các bạn muốn mở tiệm thì các bạn, thứ nhất là các bạn phải yêu thích đã. Các bạn phải thật sự là các bạn phải quyết tâm là các bạn theo luôn cái ngành nghề này thì các bạn mới mở được.
chứ không thôi mà các bạn mới mở ra các bạn cứ nghĩ là lấy một cái máy photo về, một cái máy in màu về, mà trong khi đó một cái máy in màu mà các bạn không biết sử dụng những cái phần mềm thiết kế, có thể là AI, có thể một số bạn là rành về AI, có thể là Photoshop, có thể là Corel, hoặc là những cái phần mềm nào mà các bạn đang sử dụng được mà các bạn có thể tận dụng vào để làm những cái dịch vụ liên quan đến in ấn. Thì chập nữa mình sẽ nói về những in ấn thì in những cái gì đó, thì các bạn phải chuẩn bị thật là kỹ. Thứ nhất là phải chuẩn bị và kỹ về kỹ thuật photo, là các bạn phải đi học rồi. Thứ nhất là học về cái gì? Photo chứng minh một mặt, hai mặt, photo chứng minh hai mặt trên tờ A4, photo sổ hộ khẩu. Photo sổ hộ khẩu thì nó bao gồm là photo sổ hộ khẩu thì tương đương với những cái loại mà sách A5, thì nó giống, nó đóng ghim giữa, thì mình cũng xếp vào luôn là photo sổ hộ khẩu, là bao gồm cả kẻ passport. Thì photo sổ hộ khẩu thì nó có giống như là phô giống như nguyên cuốn sổ hộ khẩu, tức là cái cuốn của ta sao thì các bạn phô giống vậy. Hoặc là có hiện nay có một số cái bên dịch thuật á, bên dịch thuật mà làm một số giấy tờ đó đi nước ngoài cho người, cho khách hàng á, thì người ta lại phô ngang. Thì phô ngang các bạn cứ căng giữa tới cái tờ giấy cho nó, các bạn phô có thể là phô một mặt, hai mặt ha. Rồi sau đó các bạn biết là phô chi bộ, rồi phô sách đó, tức là phô về những kỹ thuật photo thì các bạn nắm như đó thôi. Rồi sau này các bạn cứ vào, các bạn trong quá trình làm thì các bạn tích lũy thêm kinh nghiệm ha. Cái đó về photo. Cái thứ hai về xử lý máy. Thì xử lý máy thì các bạn nên biết là xử lý máy là thứ nhất là xử lý cái kẹt, loại kẹt giấy nè. Cái thứ hai là các bạn phải biết mở ra một số cái bánh xe lấy giấy á, để chúng ta vệ sinh. Giữa lúc là các bạn biết là giấy trong cái giấy nó bụi, thì chúng ta phải biết mở những cái bánh xe, bao gồm bánh xe K1, K2, K3 ha. Bánh xe K1, K2, K3 mở bánh xe K-Bass chúng ta phải biết mở bánh xe đó. Khi mà mở bánh xe rồi ha, các bạn biết là vệ sinh, các bạn tháo lắp một cách đơn giản thì mình nghĩ cái đó những cái đơn giản. Hoặc là ví dụ như là các bạn biết phải thay bật nè, phải biết thay bật thì đơn giản thôi. Thì đó, mình các bạn cần phải tìm hiểu thêm một số cái xử lý đơn giản, xử lý một số máy cái đơn giản. Đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất là cái học, thứ hai là xử lý máy. Cái thứ ba là mình thấy là cái này các bạn nên ưu tiên phát triển nó, đó là dịch vụ về in ấn. Dịch vụ về in ấn thì như hồi nãy mình nói đó là các bạn có thể biết được những cái phần mềm mà sử dụng được, thành thạo các phần mềm để mình khi mà mình sử dụng dịch vụ in ấn, các bạn biết dịch vụ in ấn là gì? In Composite, in menu, in tờ rơi, rồi in bì thư. Tức là khi mà các bạn tất cả liên quan gì in ấn thì các bạn có thể là xử lý được, thiết kế file được. Ví dụ một cái file bì thư mà các bạn có thể thiết kế được, các bạn xuất file được, các bạn in được. Một cái Composite thì các bạn biết Composite là kích thước của nó là bao nhiêu. Đối với sử dụng cái máy cắt kẹt bình thường là bao nhiêu. Và đối với mà khi các bạn gửi qua công ty in offset thì cái khổ nó bao nhiêu thì các bạn phải biết để các bạn làm cho nó dễ. Các bạn in giấy khen, giấy chứng nhận. Tại các bạn biết là khi mà đụng tới dịch vụ mà in ấn thì nó là muôn màu muôn vẻ, nó rất là nhiều cái dịch vụ, nhiều công việc để mình làm lắm. Và cái nguồn lợi, cái lợi nhuận từ cái in ấn mình thấy nó rất là tốt luôn, rất là tốt ha. Cùng với một cái thời gian mà các bạn bỏ ra photo, ví dụ mình nói là thời gian bỏ ra photo với một cái thời gian mà các bạn lấy được mối mà các bạn in ấn gọi là in màu đó, thì cái lợi nhuận của nó rất là tốt ha, rất là tốt, rất là khỏe. Và do đó nhiều cái có khi các bạn biết là nhiều những cái video trước mình đã nói là các bạn có thể thiết kế cái visit được, là các bạn quăng qua bên công ty in offset á, các bạn in đó, rồi sau đó mình lấy trên lệnh lại. Mình nói khi mà các bạn đã làm tới được những cái phần này rồi thì mình nghĩ cái tiệm của bạn phát triển cực kỳ dễ cái đó là cái một cái mà mình nghĩ các bạn khi mà các bạn mở một cái tiệm photo ra là các bạn nên hướng phát triển nó theo cái hướng dịch vụ in ấn nhiều hơn là các bạn photo. Tại mình thấy đa số ở trên cái chỗ mình sinh sống nè, thì các bạn thì ở mình ở thành phố mà, thì tất nhiên là cũng có rất là nhiều người ta mở photo, nhưng mà có nhiều người mình thấy chỉ có bỏ một cái máy photo thì giống như các bạn là giống như là lượm tiền đi ăn kẹo thôi, chứ còn thật ra để mà đủ chi phí mà cho nó cuộc sống của mình nó thoải mái một chút thì mình nghĩ
là các bạn nên phải có những cái dịch vụ, làm những cái dịch vụ in ấn thì mình nghĩ nó tốt hơn. Chứ còn mà mình thấy những cái nếu mà các bạn mà làm mà không có dịch vụ in ấn, mà các bạn không biết gì về những cái in, ví dụ như in giấy khen, in giấy khen, in bì thư, in cả visit, rồi thiết kế tờ rơi, in tờ rơi, thì mình nghĩ là cái sự thất bại là nó sẽ lớn hơn. Tại vì một cái ví dụ như các bạn photo không thì nó không đủ thu nhập, mình nói thiệt luôn, không đủ thu nhập. Trừ trường hợp các bạn là mà đã có cái mối sẵn rồi, mối nhiều rồi, thì các bạn kiếm ngày 200 300 500 thì đôi khi các bạn hên hên thôi, nhiều lúc hên thì ngày kiếm được 300 400. Cô đôi khi ví dụ như các bạn thấy, nếu mà các bạn chỉ có mở một tiệm photo thì người ta biết ở cái tiệm của bạn chỉ có về photo thôi, thì người ta khi người ta phô lẻ thì tập trung vào phô lẻ thôi, chứng minh sổ hộ khẩu rồi phô những cái gì đó lắc nhắc thì ta tới ta phô. Chứ còn đối với khi mà các bạn đã bước mở ra tiệm rồi, các bạn làm được rồi mà các bạn không có phát triển dịch vụ in ấn, thì ví dụ như các bạn lỡ gặp một cái khách hàng là khối cơ quan nhà nước, thì người ta vừa photo tài liệu, người ta đóng tập tài liệu, người ta in màu, người ta in giấy khen, người ta in bì thư. Thì nếu mà các bạn không biết về các lĩnh vực đó, không biết về cái lĩnh vực mà phát triển dịch vụ in ấn, thì các bạn chỉ có photo không thì khách hàng người ta sẽ chỉ có đưa phần photo tới thôi, còn những cái phần khác người ta không, người ta hay qua chỗ khác làm. Mà các bạn biết là khi mà người ta qua chỗ khác làm thì đối với những khách hàng mà cơ quan nhà nước thì ta muốn gói gọn lại ở một nơi để người ta làm cho nó dễ và người ta dễ thanh toán. Thì đôi khi mà khách hàng là cơ quan nhà nước là hầu như là ghi sổ đến một tháng người ta mới thanh toán một lần, hoặc là sau một đợt đó người ta mới thanh toán một lần. Do đó là khi đó người ta làm là người ta muốn gom lại một chỗ, nên do đó là khi mà các bạn mở tiệm ra thì mình nghĩ mình khuyên các bạn nè, khi mà mở tiệm ra thì các bạn nên phát triển những ngành nghề in ấn, đó là một trong những cái ưu tiên số 1, ưu tiên số 1. Tại vì cái in ấn là mình theo mình cảm nhận, mình làm mình cảm nhận cái lợi nhuận nó rất là lớn và nó rất là khỏe nữa. Chứ còn các bạn thấy mà phô một thùng giấy photo á, ví dụ mà các bạn phô được một thùng giấy đi, một ngày các bạn phô được một thùng giấy hiện tại bây giờ, một thùng giấy thùng đó, thì mình tính khoảng cho nó 250 ngàn một thùng ha, một thùng thì nó là 250. Thì các bạn nếu mà các bạn phô trong đó nó khoảng 2.500 tờ, 500 tờ các bạn nhân lên, nếu mà các bạn phô rẻ nhất hiện tại bây giờ là 250 đồng tờ, thì các bạn phô ra tính hết trừ chi phí, còn tổng cộng khi một thùng giấy vậy các bạn phô ra khoảng 625 ngàn, 652 ngàn các bạn trừ ra lại 250 ngàn là đã bao gồm tiền, bao gồm là tiền giấy ha, 250 ngàn là bao gồm tiền giấy, các bạn còn lại là 375 ngàn. 375 ngàn thì trừ chi phí mực điện nước này kia nọ, kể cả chưa tính nhân công, các bạn chưa tính nhân công thì các bạn họ suy nghĩ là cái lợi nhuận của nó không có bằng một góc của photo của in ấn, của bên tất cả các dịch vụ in ấn nha. Còn nếu mà các bạn mà liên kết, ví dụ như trong cái tiệm của bạn mà các bạn không có những cái dịch vụ đó, ví dụ tờ rơi ấy, người ta in có thể là in lặng 50 tờ 100 tờ, các bạn có thể xử lý được là in tại tiệm mình là có thể là sử dụng máy in phun, nhưng mà in phun rất là lâu ha. Các bạn có thể sử dụng máy in phun để các bạn tính cái hàng, nhưng mà đối với khách hàng mà khi đã vượt tới con số là 500 tới 1.000 tờ thì các bạn sẽ không thể nào các bạn in được, không có thể nào in được, thì các bạn phải nhận, các bạn đó liên hệ với công ty in để các bạn kiếm lợi nhuận từ đó. Thì một đơn hàng nếu mà mình thiết kế xong mình quăng qua, hoặc là mình nhận file mình quăng qua, thì mình chỉ nói đơn giản với các bạn thôi, mình chỉ cần kiếm lợi nhuận cho nó khoảng 100 đến 150 thôi là mình thấy nó nhẹ nhàng, mà nó nhẹ nhàng, chỉ cần lấy hàng giao lại cho khách hàng rồi lấy tiền thôi đó. Nên mình nói là các bạn khi mà đã mở tiệm photo, đã quyết định mở tiệm photo thì các bạn nên phát triển về ngành dịch vụ in ấn ha, in ấn in màu, nói chung tất cả gì phải in hết để vậy. Chứ còn mà nếu mà các bạn mà làm khách lẻ thì không bao nhiêu đâu các bạn, nói thiệt chứ khách lẻ thì không bao nhiêu, chủ yếu là chúng ta dựa vào khách mối, mà khách mối mà để làm được nhiều thì khách mối hầu như là các cơ quan nhà nước, các cơ quan nhà nước. Thì do đó là mình khuyên các bạn là nên tập trung phát triển về ngành nghề dịch vụ in ấn, và chúng ta sẽ có nhiều dịch vụ, chúng ta phải biết làm nhiều thứ để khi mà vô khách hàng hỏi thì người ta sẽ có mình người ta sẽ có lựa chọn, người ta làm với một chỗ.
Nên á, mình biết là các bạn biết không, thế là khi mà mình mở một cái tiệm ra, nếu mà mình chọn cái vị trí nó không phù hợp, tức là cái mặt bằng thuê nha, mình vị trí nó không phù hợp là cái sự thất bại là đương nhiên thôi. Tại vì mình đã quan sát một tiệm rồi, tức là cái tiệm này là nó nằm ở ngoài trục lộ đường chính luôn, đường chính. Nhưng mà mình nghe thông tin đó là cái tiệm này mới mở ra thì bao gồm hai cái máy photo, một nhân viên đánh máy, rồi tiền mặt bằng thuê không là đã 6 triệu một tháng. Thì trước khi mà mình nghe nói vậy mà mở tiệm photo vậy để cạnh tranh á, mình nói không không nhất thiết, mình không có sợ cái mức độ cạnh tranh, tại cái mình đủ khả năng để mình làm được nhiều cái việc để kiếm tiền ra, chứ không phải là mình sợ họ cạnh tranh này kia đó. Thứ nhất bây giờ cho họ đào giá xuống, mình mất mối photo thì mình vẫn còn những cái mối về in ấn, về thiết kế để mình làm. Thì mình khi mình nghĩ vậy thì trong cái tiệm đó thì ra mình nghĩ là nếu mà mở vậy thì mới mở mắt đâu thành mới mở mắt ra thôi, nguyên một ngày là một buổi sáng đã mình tức là họ đã mất 200.000 tiền mặt bằng rồi, rồi tiền nhân viên, tiền điện, tiền nước thì phải cho nó mất hết khoảng 400.000, à không, mất 400.000. Nên mình nói mình nghĩ tiệm đó sẽ mau mau sớm dẹp tiệm thôi, mà đúng trong vòng khoảng 3 tháng, cự trong vòng khoảng 3 tháng thôi trả mặt bằng liền. À, nên do đó là với lại các bạn biết là đặt những cái nơi mà nó không có gần cơ quan là nó rất là khó khăn. Nhiều lúc các bạn biết là đối với cái đồng ý là làm mỗi cái tiệm mình nha, nhưng mà mình chuyển tiệm phát là họ sẽ đi kiếm chỗ khác họ làm liền, tại vì họ không khách đối với khách hàng cơ quan đó, là họ không bao giờ muốn đi xa, họ chỉ muốn đi những cái tiệm nào gần 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 xung quanh họ đó và thuận tiện cho họ thôi, chứ còn họ không đi xa không được. Do đó là mở một cái tiệm photo không không có dễ đâu, nó rất là đơn giản, trừ từ lúc là chọn mặt bằng, từ lúc là chọn mua máy móc, là từ lúc về phải đi học, từ lúc phải xử lý một số cái tình huống về máy, từ lúc phải học thêm nhiều cái dịch vụ. Và cái tính toán thì trong quá trình làm thì nó sẽ tích lũy, các bạn sẽ tích lũy được cái kinh nghiệm. Và khi các bạn mở ra rồi thì các bạn cứ yên tâm, thì khi mà có một lượng khách ổn định thì các bạn tự tự động các bạn sẽ có tích những tích lũy và tự có những cái tính toán cho mình, nó rất là ổn thỏa. Cái bước đầu thì nó hơi khó khăn, nhưng mà nếu các bạn đã quyết tâm mở tiệm thì mình nghĩ là đối với cái đó, cái khó khăn đó nó sẽ không có gì là lớn, không có gì là rào cản để cho các bạn. Nếu các bạn có thật sự quyết tâm thì các bạn cứ mạnh dạn mở ra, nhưng mà với điều kiện là các bạn nên phải có kiến thức, phải có hiểu về máy một chút, biết xử lý về máy một chút, biết sử dụng phần mềm thiết kế, và là đủ thôi, chứ mình không phải là dạng chuyên nghiệp, mình đủ ví dụ thiết kế cái bì thư, cái những càng visit đơn giản, thiết kế được menu, đó là những cái đơn giản mà mình nghĩ. Cái nữa đó là phải chọn đúng cái mặt bằng, phải chọn đúng mặt bằng. Chứ còn nếu mà các bạn từ ở đâu tự nhiên chạy ra mướn cái mặt bằng mà chỗ đó nó không có một cơ quan nhà nước hết, mà nó bắt nó đường xá nó không thuận lợi, thì các bạn chỉ có nuôi mặt bằng thôi và các bạn chết chắc. Nói chung là không đơn giản. Đó là một số cái cảm nhận của mình mà từ lúc mình mở tiệm, một số cái cảm nhận mình muốn chia sẻ cho các bạn, để các bạn nào mà đang nhom nhem có ý định mở tiệm photo để làm, thì các bạn sẽ có được những cái suy nghĩ, sẽ có được những cái hướng để các bạn quyết định để các bạn nên có mở hay không mở, hoặc là các bạn nên biết cái thời gian nào mà mình đang ở đâu, mình ở mức độ nào, để các bạn có những cái chuẩn bị cho nó hợp lý hơn khi các bạn mở tiệm photo. Hy vọng qua cái video này sẽ giúp ích cho các bạn đang có ý định mới mở tiệm photo ha. Nếu các bạn cảm thấy những cái chia sẻ của mình mà nó có hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ, để gọi là động viên, kích thích động viên tinh thần, để sau này mình sẽ còn ra nhiều cái video chia sẻ cho các bạn nữa. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nên share để cho các bạn nào mới thì có thể xem được cái video này. Nếu các bạn mà nào mà mới vừa qua kênh ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông, để khi mình chia sẻ những cái video mới nhất về ngành nghề in ấn thì các bạn có thể là người đầu tiên nhận được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở video sau nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thành công. Chúc sức khỏe. Bye bye.